xin chào tất cả anh em. Vừa rồi thì các bác cũng đang nghe chất âm của một cấu hình dàn máy karaoke gồm 3 món. Đó là một con vang cơ đai số LX-T10 Plus, một lọc xì DBX 231 và một cục đẩy 2 kênh LT1600. Combo này thì hôm nay thì em có test và gửi đến cho một bác khách hàng của bên em ở Thủy Nguyên, Hải Phòng em nhé. Cấu hình này thì em sẽ gửi xe cho anh và đóng hàng cho anh trong hôm nay thôi. Nói chung là đây là một cấu hình dàn máy rất là đẹp, chất âm hay và trong cái tầm giá rất là bình dân anh em nhé, chỉ có tầm 10 triệu đồng thôi. Chỉ có tầm 10 triệu đồng chúng ta có ngay được một con vang cơ lai số T10 Plus. Ok chưa? Đây là một trong cái dòng vang cơ lai số rất là hay. Cái hay của con vang này, thứ nhất là nó có cái phần chống hú em nhé, chống hú là chống hú tự động luôn. Ok chưa? Chống hú rít tự động rất là hay ở trên con vang này. Cho nên là các bác về hát karaoke không bao giờ sợ hú rít. Cái đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ở trên con vang T10 Plus nó có hai cổng súp em nhé. Đằng sau nó có hai cổng súp để cho các bác về anh em mà kết nối. Ví dụ chúng ta có hai súp điện hoặc hai súp hơi, chúng ta sẽ kết nối từ cái con vang này, kết nối xuống thôi. Đó, nó là một cái rất là thuận tiện, đúng không ạ? Rất là nhiều ở cổng để chúng ta cắm súp. Và đặc biệt anh em có thể chỉnh delay của từng loa một em nhé. Đây, chúng ta có thể chỉnh delay của từng loa một. Nếu anh em chỉnh mic, chúng ta có thể chỉnh loa trái, loa phải. Ok chưa? Rất là hay. Thì đây là một cái dòng vang được rất là nhiều các bác khách hàng đánh giá rất là cao. Và trong cái tầm giá chỉ có 2 triệu 400 nghìn đồng. Khi em mua lẻ con vang này là 2 triệu 400 nghìn đồng. Tiếp đến là ngoài ra thì nó còn có một cái remote nữa. Đó, có một cái khiển này, một cái remote này để chúng ta chỉnh âm lượng to nhỏ của nhà, to nhỏ của mic. Ok chưa? Rất là thuận tiện anh em nhé, rất là thuận tiện. Đây là cấu hình dàn máy siêu đẹp cho tất cả các bác. Trong cái tầm giá 10 triệu đồng, anh em có nguyên một combo vang, lọc xì và cục đẩy. Ok chưa? Chất âm rất là hay. Ngoài ra chúng ta có thể chỉnh mic, effect tổng và music tổng ở ngay trên con vang này. Đó thì các bác có nhu cầu mua lẻ cái thiết bị này liên hệ trực tiếp với bên em. Tiếp đến là một con lọc xì DBX 231. Thì con lọc này thì em đang kết hợp với cái cấu hình là vang T10, sẽ ghép xuống lọc xì và từ lọc xì chúng ta sẽ ghép lối xuống cục đẩy 2 kênh. Thì con lọc này nó có 62 cần equalizer em nhé, tổng cộng lên tới là 62 cần equalizer. Nó sẽ chia ra làm 2 kênh. Ok chưa? Channel 1 và channel 2. Cái quan trọng của con lọc này là anh em phải am hiểu, chúng ta phải hiểu một chút để chúng ta chỉnh, đúng không ạ? Đâu là giải bass, đâu là giải trung, đâu là giải check. Thì em sẽ nói đơn giản thế này, hướng dẫn đơn giản thế này để các bác cùng biết. Anh em muốn chỉnh giải bass thì trong cái khoảng từ 20Hz này cho đến 200 này thì nó sẽ là cái giải bass em nhé. Ok, giờ em sẽ kéo xuống đây. Từ 20Hz cho đến 200Hz này nó sẽ là giải bass. Và từ 200Hz này cho đến 2kg này, ok chưa? Trong khoảng này nó sẽ là cái giải trung. Và từ 2kg cho đến đổ về cuối này thì nó sẽ là cái giải check. Thì để chứng minh điều đó thì bây giờ em sẽ giảm cái giải bass xuống này. Khi em giảm thì chúng ta giảm loa trái như thế nào, chúng ta phải giảm loa phải như thế nhé. Anh em thấy chưa? Đây là giảm bass xuống là mất bass. Ok chưa? Giảm trung này, em chỉ cần giảm 3 cần thôi, mất trung đúng không ạ? Giảm check này, mất check luôn đúng không ạ? Đó, rất là dễ chỉnh thôi. Tăng bass lên này. Ok chưa? Đã có bass. Tăng trung lên này. Ok chưa? Tăng tới đâu nghe khác biệt từ đấy luôn. Ok chưa? Và trong cái tầm giá chỉ có 1 triệu 400 nghìn đồng thì các bác được sở hữu ngay con lọc xì DBX 231 này. Không thể thiếu được đó là cục đẩy 2 kênh LT1600. Cục đẩy này công suất nó cho ra là 800W một kênh. 800W một kênh em nhé. Ở 8 ohm.
Với công suất như vậy thì anh em về chúng ta có thể ghép một kênh này, anh em có thể ghép ra được một cặp loa bass 30. Hai kênh chúng ta sẽ chơi ra được hai cặp loa bass 30 rất là ok. Đó. Sản phẩm được chạy 32 sò LG. Nguồn đồng. Chất âm thì rất là hay, tiếng sáng, mạch class hát. Sản phẩm này là mẫu đẩy mới nhất năm 2023 thì em có kết hợp với combo vang và lọc xì. Thì chọn bộ này, chọn bộ này có giá là 10 triệu đồng để cho chúng ta về nâng cấp. Đặc biệt các bác khách hàng, các bác khách hàng nào mà đang có loa rồi, có mic rồi anh em nhé, thì chúng ta lên mua cái cấu hình này về. Chỉ cần 10 triệu đồng, anh em bỏ 10 triệu ra, chúng ta đã có ngay được combo 3 thiết bị, vang cơ lai số, lọc xì và một cục đẩy 2 kênh. Và anh em có thể chơi ra được 4 loa bass 30 hoặc là một cặp loa bass 30 và một cặp loa bass 25. Thì rất là hợp lý. Hoặc là bác nào mà đang có một cặp loa bass 40 thì chúng ta chơi trên cục đẩy LT1600 này thì rất là ok. Đó. Còn về tiếng mic thì sao? Ở đây thì em sẽ alo thử cái tiếng mic em nhé. Tiếng mic. Vừa rồi thì em đã chỉnh qua trên con vang này rồi. Về thì bác ở nhà bác cũng đã có mic không dây rồi. Mic không dây rồi và có loa rồi. Thì trước thì bác có dùng âm ly, đợt này thì bác nâng cấp lên cả vang, lọc xì và cục đẩy, thay thế cho âm ly của nhà bác. Thì bây giờ em sẽ alo thử cái tiếng mic để cho các bác cùng nghe. 6, 7, 8, 9. Anh em nghe tiếng thế nào? Tiếng echo rất là mềm. 1, 2, 6, 7, 8, 9. Tiếng rất là bay, rất là mượt em nhé. Em chỉ cần alo như thế là các bác cũng hiểu đúng không ạ? Chất âm nó như thế nào, rất là đẳng cấp. Thì ok, vừa rồi thì em cũng đã test xong một combo dàn máy gồm 3 món rất là hay như thế này. Thì anh em quan tâm liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Video em xin dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở